Hôm nay em sẽ hướng dẫn các khán giả cách sử dụng tính năng đa cửa sổ trên điện thoại Samsung. Thì nhiều khán giả yêu cầu là làm cái tính năng này nhưng hôm nay mới có thời gian. Vậy chế độ đa cửa sổ là như thế nào? Thì em sẽ cho anh chị xem. Thì đây là cái tính năng đa cửa sổ. Ví dụ như anh chị đang xem YouTube, bây giờ anh chị vào trong cái kênh YouTube Giao Huy Bình Phước chẳng hạn. Đó, đây là cái kênh Giao Huy Bình Phước. Đây là cái kênh mới của em. Và trong đây nó có rất là nhiều những cái video hữu ích để cho anh chị học hỏi cũng như là sử dụng điện thoại. Thì bây giờ em bấm vào cái kênh Giao Huy Bình Phước nè. Rồi bây giờ để em tăng giảm âm lượng xuống. Rồi, bây giờ anh chị vào cái kênh Giao Huy Bình Phước xong chị thoát ra đi. Rồi ví dụ anh chị muốn gọi điện cho ai đúng không? Rồi anh chị mở cái trình gọi điện lên. Rồi sau đó anh chị bấm thoát ra. Rồi thêm một cái nữa, em ví dụ thêm một cái tính năng nữa là bây giờ em vào cửa hàng Sparklay nè. Rồi. Em trở về. Rồi bây giờ em trở về. Rồi xong, vậy thì muốn sử dụng chương trình đa cửa sổ hay làm sao? Anh chị bấm vào ba gạch ở đây hoặc là anh chị vào cái chế độ đa nhiệm. Rồi ví dụ như bây giờ em mở cái trình hát YouTube lên thì đây, em bấm vào. Em chọn vào cái YouTube nè. Đây anh chị xem, đây là cái trình ứng dụng YouTube. Thì mình nhấn giữ. Sau đó mình thả vào cái ô vuông, ở đây nó ghi là thả vào để thêm. Đó, thả vào để xem dưới dạng pop-up thì em kéo vào. Anh chị thấy không? Và mình có thể dễ dàng điều chỉnh cái thanh này dài hay ngắn là tùy mình. Đó, mình điều chỉnh vậy thôi. Đó, thì anh chị có thể thao tác ở đây như một cái cửa sổ luôn. Thật ra thì nó hơi nhỏ, anh chị có rất có, nó hơi khó thao tác. Nhưng mà đây là một cái hướng dẫn để cho anh chị trải nghiệm. Rồi bây giờ em lại bấm vào trong ba gạch nè, em vào trình đa nhiệm. Sau đó em vào trong cái chế độ điện thoại nè, em nhấn giữ. Và em kéo vào cái ô vuông ở đây, cái ô vuông giữa màn hình, em thả ra. Rồi, bây giờ thì ở đây nó có thêm một cái trình điện thoại nữa. Đó. Rồi cái trình YouTube ở đây đâu rồi? Thì đây, trên cùng bên góc phải nó nằm ở đây, anh chị bấm ra. Thì ở đây là hiện tại là anh chị nè. Nếu mà anh chị vừa xem YouTube nè, em bấm cho anh chị xem. Đó. Anh chị vừa xem YouTube, anh chị vừa bấm số gọi điện luôn. Anh chị thấy không? Rồi, bây giờ em lại bấm vào cửa sổ đa nhiệm nữa. Và em chọn cái trình. Là cái trình này là cái trình CH Play. Và em thả vào cái ô vuông ở giữa màn hình. Rồi tiếp theo em thu gọn cái trình này lại. Rồi em, nếu mà anh chị muốn di chuyển cái này á, anh chị ở đây nó có cái gạch màu xanh nè, anh chị nhấn giữ, lôi nó đi đâu thì lôi. Đó. Và em chọn vẫn một cuộc gọi ở đây. Thì cái danh sách mà nó chạy đa cửa sổ á, nó sẽ nằm ở trong cái ô nhỏ đây và nó nằm chồng lên nhau. Và anh chị muốn di chuyển cái ô này, anh chị chỉ cần lôi cái thanh màu xanh ngay chỗ này thôi, trên cái cửa sổ thôi. Và em bấm vô YouTube nè, đó. Và anh chị có thể mặc định làm nhiều cái cửa sổ chứ không phải là một cái cửa sổ. Thì đây là một cái tính năng để cho anh chị trải nghiệm chứ không phải để cho anh chị sử dụng. Bởi vì sao? Thật sự nó rất là khó sử dụng và nó rất là gườm gà. Thì một số người ta hết cái tính năng này. Bởi vì sao? Người ta hết đang sử dụng một cái, đang làm việc một cái ứng dụng khác và vừa muốn nghe nhạc trên YouTube chẳng hạn. Thì mình đây nè, bây giờ em đã cho anh chị xem và em lôi cái này lên trên cùng, sau đó em lôi cái này em kéo dài ra nè. Đó. Ví dụ như bây giờ em vừa xài Zalo mà em vừa xem YouTube, em vừa nghe nhạc chẳng hạn, thì đây là một cái vấn đề hết sức là bình thường. Đó. Anh chị thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái khung ở đây em chọn cái Zalo, thì ở đây thì em vừa xem YouTube, ở đây em vừa xài Zalo, đây là một cái việc rất là bình thường, có sao đâu. Và em không thích thì giờ em bấm gọi điện nữa nè. Đó. Nhưng mà YouTube thì nó vẫn hát. Cái trình đa cửa sổ này á, nó giúp cho anh chị sử dụng YouTube rất là hay. Bởi vì sao? YouTube lúc nào cũng hát mà cái tay anh chị thì lúc nào cũng làm việc trên màn hình. Thì có thể là mình chạy đa nhiệm hai ba ứng dụng cùng một lúc như thế này thật sự rất là tuyệt vời. Còn nếu mà mình không thích xài nữa, mình muốn xóa thì mình làm sao? Mình nhắn, mình giữ, mình lâu xuống cuối cùng, thế là xong, rất là đơn giản. Nè, anh chị xem nè. Đó, chỉ cần anh chị lấy cái tay nhắn giữ vào cái thanh mà nó có cái nút màu xanh ở đây nè. Đó, anh chị nhấn, anh chị kéo lôi nó xuống xóa, cái là xong. Không có gì khó cả. Đó, anh chị nhấn xóa xuống. Rồi, thì ở dưới cùng ở đây nó có cái chữ xóa, chỉ cần anh chị nắm lôi xuống là tự động nó hiện cái chỗ xóa mà thôi. Lúc đó anh chị bấm xóa. Rồi, xong.
rất là đơn giản, mọi việc không có gì khó khăn cả. Thì đây là một trong những cái tính năng cực kỳ hay mà nếu như anh chị nào muốn trải nghiệm và chưa từng sử dụng qua thì anh chị có thể trải nghiệm cho biết thêm một cái tính năng mới trên cái chiếc điện thoại Samsung của mình. Thì một số dòng điện thoại có thể là không hỗ trợ. Thứ nhất là điện thoại đời quá sâu, cái thứ hai là điện thoại quá rẻ tiền thì nó sẽ không hỗ trợ. Còn đa phần là anh chị sẽ tận hưởng được cái tính năng này trên cái chiếc điện thoại của mình. Và video đến đây là kết thúc. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các khán giả trong video lần sau.